Em chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo của em. Video này em làm trả hàng cho bác khách ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nhá. Đấy, bác đặt máy IGBT K11S về nhu cầu là đánh tổng hợp và nước thì nước phức tạp. Đấy. Có chỗ nhiễm. Đấy. Thì sau khi trao đổi thì bác khách đã chốt máy IGBT K11S nhá. Đấy, trước đấy bác đánh K10 rồi. Đấy thì em cũng làm một cái video để bác khách xem được máy và test chi tiết cho các bác, cho bác khách. Thì mẫu máy IGBT K11S và K12S đánh phù hợp với nước ngọt trong này, ngọt đục này, phèn nhẹ, lợ nhẹ, tạp chất bẩn. Đấy, nước nước thải hay là nước phức tạp. Đấy, mỗi đoạn mỗi khúc một loại nước khác nhau đấy thì máy này đánh ok nhá. Đấy, trừ nước mặn thôi. Đấy, trừ nước mặn quá thôi. Đấy thì các bác có thể tham khảo cái mẫu máy này. Đấy, giá thì hơn 3 triệu. Giá hơn 3 triệu một chút nhưng mà đánh rất là ngon nhé. Đấy, các bác vùng nước nhiễm thì đánh quanh năm luôn. Đấy thì các bác có nhu cầu như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0961038361. Em sẽ tư vấn chi tiết và báo giá chi tiết từ các bác nhé. Đấy, máy IGBT K11S thì bác khách xem nội thất máy nhé, thì em cũng không giới thiệu nữa. Máy thì em đã quay lên rất là nhiều rồi. Đấy, quay chi tiết cho bác khách xem. Đó, máy này 26 phét. Thì trước tiên em test tải của máy nhé. Đó. Máy rất là khỏe. Mẫu máy này thì các bác đánh rô phi và cá trắng rất là ngon. Đấy, đánh da trơn, cá lóc các thứ thì ok nhá. Đấy thì quan trọng ấy là mẫu máy này là không kén nước. Các bác đánh được quanh năm. Đấy. Đấy, chế độ đầu tiên thì là đánh rô phi nhá. Các bác để tần số tổng khoảng số 8, số 9. Đấy, rộng xung thì các bác để tần số 5 và cái băm xung bác để số 4 giúp em. Đấy, đây ạ. Các bác đánh cá trắng thì các bác để cái băm xung giảm về tầm khoảng số 2, số 3 giúp em nhé. Và tần số các bác để tầm số 6. Số 6, số 7. Đó. Như mức này thì đánh cá trắng rất là ngon. Đấy, như đánh cá lóc, cá da trơn các thứ thì các bác chuyển cái băm xung về số 2 giúp em. Đây. Hoặc là vặn về hết cũng được nhé. Đây, vặn về hết như này cũng được. Nếu mà nước nó nông. Đấy, nước nông thì các bác vặn về hết như này cũng được. Đấy, còn nếu mà các bác muốn khỏe hơn một chút thì các bác lên tầm số 1, số 2 giúp em. Đó, thì máy thì thợ nhà em đã gia cố rất là kỹ càng rồi và test rất là kỹ rồi. Thì trên video thì em quay video ngắn thôi. Đấy, máy này nhà em bán ra có bảo hành sửa chữa 1 năm nhé. Các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh thì em miễn phí ship toàn quốc nhé. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Cảm ơn các bác.